mà đỏ xong màu hồng với này xong mà đỏ nữa nè, nhưng mà xong này cái này nhà này nó giống như màu cam á. Bây giờ mình sẽ chọn xong nào đi ta, xong nào đây để mình suy nghĩ đó. Mình biết rồi, mình sẽ chọn xong màu đỏ này. Nhưng mà đây là mình chưa dùng cái son này nè. Để khi nào mình đi mũi mình chọn cái son này. Để đi mũi tiếp theo mình sẽ chọn cái son này. Bây giờ mình sẽ xong môi trước nha các bạn. Môi này rất đậm nhưng mà nó rất là đẹp. Ok. Ok. Môi đỏ không các bạn? Xong rồi, bây giờ mình đã xong môi xong rồi, bây giờ mình sẽ để bôi má hồng nè. Cái sơ má hồng nè. Chia đâu. Bây giờ mình sẽ đánh cam rất mắt nhé. Bây giờ mình sẽ châm cho màu gì đây? Các bạn đoán là màu gì? Màu đen. Màu đen xấu lắm. Màu tím đi. Màu tím cũng đẹp mà. Nhưng mà mình bôi màu tím nhiều rồi, mình phải bôi màu khác thôi. Thì mình sẽ bôi màu gì nữa? À, mình sẽ bôi màu hồng. Màu hồng cũng đẹp.
từ tim mình cho màu hồng. Có đẹp không các bạn? Giờ bây giờ mình sẽ lấy cái này nè. Cái này là chải nha. Bây giờ mình sẽ chải nó mi nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ lông mi nhé. Xong rồi mình sẽ bôi cái này. Xong rồi cái này đẹp hơn đúng không? Tự mình trang điểm với mình nhé. Bye bye. Nếu các bạn muốn xem video này thì phải nhấn đăng ký like và nút like để đăng ký và chia sẻ cho các bạn cùng xem nhé. Bye bye. Okay.